Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Địa Thần Hộ Pháp phẩm thứ 11. Lúc đó vị Kiết Lao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị Đại Bồ Tát, đều là những bậc trí hệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn được khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Đại Bồ Tát chỗ thể nghiệm rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với tất cả chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cũng hối hiện trăm ngàn uất thân, hối độ trăm, hối độ tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ trong sáu đường. Nhưng mà chỗ thể nguyện của các Ngài còn có lúc hò mạng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây chỗ thể nguyện giáo hóa tất cả chúng sinh trong sáu đường, trải qua nơi số kiếp như số cát trong trăm nghìn ức sông Hằng. Ngài Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét tất cả chúng sinh trong thời hiện tại cùng vị lai nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam, trong chỗ của mình cứ trú, mà dùng đất đá tre gỗ mà dựng cái thất, cái khám, trong đó lại họ vẽ hoặc dùng vàng bạc đồng sắt đúc nát hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường chiếm ngưỡng lễ bái. Thời chỗ người đó ở được 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều? Đầu, hai là nhà cửa ác ổn mãi mãi, ba là người đã chết sớm lên cõi trời, bốn là những người hiện còn hưởng được sự lợi ích, năm là cầu chí cũng được tội ý, sáu là không có tai nạn về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp các bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh không thở hiện tại, không thở vị lai mà làm ra được sự lợi ích cúng dường Ngài Địa Tạng Bồ Tát như vậy, thời được những sự lợi ích như thế. Bạch Đức Thế Tôn, Bạch Đức Thế Tôn, trong thời vị lai sau, nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào ở nơi cục đất của mình ở mà có hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và có kinh điển này, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thời con dùng thần lực của con ủng hộ người đó, làm cho những việc tai nạn như trộm cướp, được tai nạn nước lửa trộm cướp, dạ, nạn lớn nạn nhỏ vân vân thảy đều tiêu sạch. Lúc đó Đức Phật bảo vị Kiên Lao Địa Thần rằng: Thần lực của ông rất rộng lớn, tất cả các thần khác không thể bằng, vì cớ sao? Vì tất cả đất đai trong cõi Diêm Phù Đề là đều nhờ ông hỗ trợ. Ví dụ như cát, cỏ, cây, cát, đá, lúa mè, tre lâu, gạo, thóc, củ báu, tất cả từ đất mà ra đều là do sức thần của ông cả. Nay ông lại tuyên bày sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Thời công đức và thần thông của ông được 100.000 lần trội hơn lúc thường. Này Địa Thần, trong đời sau, nếu như có trang thiện nam người thiện nữ nào mà cũng như Ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển, mà cùng đọc tụng kinh điển này, chỉ có thể làm một việc mà trong kinh bổn nguyện Bồ Tát bổn nguyện đã dạy. Thời nên ông nên dùng thần lực của ông hộ vệ người đó, cho để những sự tai nạn cùng những sự không vừa ý đến nghi nó tai, huống là huống nữa là cho phải chịu. Này Địa Thần, chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ vệ người đó, mà cũng có hàng quyến thuộc của thích quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại được các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đó là vì người đó, đó là vì người đó cúng dường hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh điển bổn nguyện này, tự nhiên rốt ráo xé lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui, nên đặng được vô lượng lợi ích như thế đó. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện phẩm 11. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni Tho ha.